triệu. Hai các bạn, hôm nay mình đi giao cây piano cơ mới nguyên thùng là KT500, mình mới nhập từ bên Nhật về. Ơi, các bạn ơi, hào hứng lắm á. Hôm nay là mình giao một cái cây piano cơ Kawai mà mới nguyên thùng. Thật sự là đâu có nhiều dịp để mà mình giao được cái cây nguyên thùng. Cái thứ nhất á, là mình không có bao giờ trực tiếp mình đi, bởi vì có người đi làm, có nhân viên làm cái đó. Hôm nay là đặc biệt là bởi vì mình giao cho người bạn thân của mình. Thân quá nên thôi mình xuất đầu lộ diện mình đi giao luôn. Mà nhưng mà mình cũng thích bởi vì mình được cui thùng mới, một cái cây mới tinh. Đó, cây giá trị của nó khoảng 200 triệu. Thích chứ, đúng không? Đập hộp mà phải thích rồi. Mình cũng đã từng làm clip đập hộp cho cây này rồi. Đây là cái clip thứ hai mình cũng muốn bàn về nó, để sau này các bạn có những cái thước phim mà các bạn coi lại và các bạn hiểu, để các bạn tin tưởng, các bạn order một cái cây như vậy ở bên mình ha. Một chút xíu nữa đây là mình sẽ quay cho các bạn xem cụ thể chi tiết luôn cái cây đó ha. Bây giờ mình lái xe nha. Mình giao cho một người bạn ở chung cư Estella Heights. Chỗ này cực kỳ, cho nó cực kỳ đẹp luôn. Rồi, chào các bạn nha, mình chuẩn bị mình khiêng đàn lên ha. Xe đẹp quá ha. Cái xe như cái đàn Grand á. Cái này là đề mới này, thiết kế mới này, nó làm bằng dây này. Dây giống như dây ga á. Đây. Còn kia là nó là thanh. Kia là thanh. Này nó bằng dây đây. Kéo rất tiện. Đây, mọi khi nó là thanh như giống như này. Nhưng mà vừa thấy nó làm đây thì cũng còn hai cái thanh, còn này kia giữa này là giống như thắng xe đạp á, xịn sò luôn. Trời ơi, mới đấy. Đây cái từ số phone nó nằm ở đây đó, số phone shooter nè, làm rộng vô trong đó, không sập nha các bạn nha, số phone đây. Thank you.
Thế bây giờ nó đã cực kỳ luôn. Đã quá. Ok. Về việc bán đàn piano cơ hay là piano điện mới hơi chói thì ở Việt Nam mình vẫn còn thói quen lựa chọn đàn cũ. Vì vậy mà để thay đổi cái suy nghĩ của các bạn thì mình cũng làm một vài clip để mình so sánh cũng như nói lên cái điểm lợi ích khi mà mua đàn mới. Thì giống như mua xe mới hay mua cái điện thoại iPhone mới hay cái gì đó thì các bạn cũng sẽ tự liên hệ và tự thấy được cái giá trị khi mà mình xài được đồ mới, đúng không? Thì cái đàn mới thực tế là cũng không phải ai cũng đủ tài chính để sở hữu một cái đàn mới. Tuy nhiên có rất là nhiều người có đủ tài chính nhưng họ không nghĩ đến cái việc đó, thì mình muốn nói đến cái khía cạnh đó đó. Đối với nhiều người thật ra 200 triệu, 300 triệu để mua một cái đàn thực sự quá đơn giản, vì họ mua cái bàn, cái ghế, cái tủ không cũng bằng cái giá đó rồi. Đó. Nhưng mà họ chưa biết đến, bởi vì họ được tư vấn rằng ở mua đồ cũ nó tốt hơn đồ mới. Thì các bạn cũng tự nghĩ là đồ cũ nào mà tốt hơn đồ mới, mắc cười vậy, cái đó là không có đúng. Cứ bảo là đồ cũ mua rồi thì nó làm tại Nhật, ấy đấy mình vừa mới giao cây KT500 nó làm tại Nhật chứ đâu. Đó, mấy anh Japan đàng hoàng rõ ràng, đó. Chứ tầm 200 triệu thôi. Cao bằng cây U3 của Yamaha tiếng, nói chung đàn mới mà. Các bạn đã có nhu cầu mua những cái cây đàn tương tự như vậy thì vui lòng liên hệ tới công ty mình. Công ty mình sẽ báo giá tùy cái thời điểm cụ thể, bởi vì giá yên rồi mọi thứ nó sẽ thay đổi theo từng ngày, cho nên là các bạn cần thiết các bạn cứ inbox vô cho chúng mình nha. Xin cảm ơn và mong các bạn ủng hộ bên mình. Chúc các bạn năm mới 2020 thật là nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng. Xin chào các bạn.